Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu mở một cái thao tác, hướng dẫn cho các bạn cái thao tác mở tài khoản. Đó, chúng ta bấm vào đây. Cái link này thì nó giống như cái link rep của Binance thôi, không khác gì cả. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào phần trên giao diện này, chúng ta bấm vào cái tạo tài khoản. Anh em muốn xem cái thông tin của cái sàn này thì chúng ta có thể kéo xuống dưới này. Chọn Việt Nam. Chọn điền email. Mật khẩu. Tự chọn. Đó. Đây là mật khẩu, các bạn phải nhớ cái mật khẩu này để đăng nhập vào cái nhớ nhớ nó để đăng nhập vào cái phần nạp rút và cái phần để download nền tảng. Chúng ta chọn ngày tháng năm sinh. Ok chưa? Không bắt buộc, cái nào không bắt buộc thì chúng ta khỏi phải ghi. Đấy, địa chỉ các bạn điền vào. Dưới nó chính là cái link của IB. Mình tiếp tục. Nó chỉ có 3 bước thôi. Chúng ta bấm có tự kinh doanh rồi thu nhập hàng năm. Cái này chúng là có lệ thôi, nó không quan trọng lắm. Kinh nghiệm thì cứ đến 5 năm cho nó khiếp đúng không ạ? À đây, cái phần này, phần giấy tờ tùy thân mà có ảnh chụp cho chính phủ cung cấp, các bạn có thể chọn chứng minh nhân dân, mặt trước hoặc là passport. Mặt trước đây là thêm một cái là mặt sau này, đây. Mặt sau. À, giấy xác nhận địa chỉ của các bạn đây này, hóa đơn điện nước hoặc thẻ tín dụng. Sau khi hoặc là sau khi ngân hàng nhớ là có địa chỉ, nó phải có địa chỉ để nó trùng với cái chứng minh nhân dân, nó sẽ các bạn có thể là chọn thêm hoặc cái bằng lái xe cũng được. Sau đó chúng ta bấm vào cái gửi xác nhận đây, xác nhận chỉ không qua 6 tháng này, phải có đúng tên như tài khoản trên hồ sơ. Đấy, đúng như hồ sơ tức là đúng trên cái danh tính ở đây. Bấm gửi xác nhận. Đấy, sau khi mà gửi xác nhận thì nó hôm nay thứ bảy nhật thì người ta sẽ chưa duyệt. Đối với thị trường Forex thì nó chỉ hoạt động vào ngày thứ hai thứ sáu mà thôi, thứ bảy nhật thì toàn bộ nghỉ. Vậy thì sau khi chúng ta đăng nhập xong thì nó báo như thế này, thì chúng ta sẽ đăng nhập vào một cái tài khoản. Thì đây, ví dụ như là nó sẽ có một email về, sau khi mà duyệt xong thì chúng ta sẽ canh có email, nó sẽ có một email như thế này. Đó, nó gửi về các bạn đây, tài khoản Line đã được kích hoạt. Thì nó cho chúng ta đây là số tài khoản. Ở đây là cái server. Đấy, các bạn phải chờ email, email có email thì được, chắc là phải thứ hai chúng ta mới có. Đúng chưa? Có cái email này xong. Thì những ngày nghỉ thì nó không làm thôi.
Có xong thì chúng ta sẽ đăng nhập vào một cái đó là ThinkPortal như thế này. Thì đó là cái bước đăng ký. Ở bên trong giao diện này thì chúng ta có thêm phần funding, tức là chúng ta deposit. Đấy, deposit thì các bạn có thể deposit qua, chúng ta chọn một số tài khoản bất kỳ, chọn tài khoản của mình đấy. Đây là phần account number, thì chúng ta chọn cái phần tài khoản của mình và deposit. Đây, local bank transfer đúng không ạ? Local bank transfer, chúng ta bấm vào deposit now. Đấy, các bạn chọn tiền tệ USD, chọn số tiền cần nạp. Chúng ta pay now này. Đấy, chúng ta thể hiện ra là Techcombank, Sacombank, Vietcombank, ACB, Đông Á Bank, Vietinbank, chúng ta kích vào và đăng nhập bình thường. Đấy, đăng user, nó giống như trên bank thôi. Đấy là chúng ta nạp vào, sau đó chúng ta sẽ chờ. Đó là cách hướng dẫn mở tài khoản cũng như là cái trong của ThinkMarket. Khi mà mở xong, các bạn download như phần hướng dẫn bên này. Thì tôi sẽ hướng dẫn trong cái video sau. Đấy chính là phần mềm giao diện của nó. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn video sau.